Xin chào anh Lê Văn Hóa và xin chào các bạn. Video ngày hôm nay em test hàng cho anh Lê Văn Hóa ở An Giang. Anh đặt hàng bên em là một bộ 2 mic không dây màu tím hồng. Giá hiện tại cái bộ này bên em đang bán là 545.000. Tất cả bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để các bạn đặt hàng. Hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Zalo, qua số điện thoại như trên tiêu đề video. Với bộ mic không dây UHF này, các bạn có thể kết nối với âm ly, kết nối với vang số, vang cơ và bất cứ thiết bị nào có cái lỗ cắm mic chúng ta đều kết nối vào được nhé. Còn cách kết nối thì bên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối. Rồi, như vậy là đã cắm vào cái mạch loa kéo V3 để chúng ta test hàng. Hiện tại thì trên đây có hai bóng đèn sáng, hai màn hình, thì dưới đây cũng có hai bóng đèn sáng. Chúng ta tắt bớt đi này. Đó. Đây các bạn sẽ thấy tối. Rồi bây giờ chúng ta test hàng nhé. 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, L, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là sản phẩm đầu tiên hoạt động tốt. Chúng ta sang sản phẩm số 2. L, quên chưa bật. L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, L, 1, 2, L. Như vậy là cả hai sản phẩm này hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này để gửi hàng cho anh Lê Văn Hóa ở An Giang. Rất là mong anh thông cảm. Ngày hôm vừa rồi em có bận việc gia đình, có cái đám cưới trong gia đình nên thành ra là bận mất 2 ngày không gửi hàng được cho anh. Hôm nay em mới test hàng, mới gửi hàng cho anh được. Đây là ký hiệu trên mạch thu. Đây là ký hiệu trên tay cầm micro. Và đây là ký hiệu trên tay cầm còn lại. Xin cảm ơn anh Lê Văn Hóa đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.